Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì tôi lại tiến hành test nước qua cái máy ion kiềm Chimion H1 cho các bạn nhé. Đây là cái dòng máy trang bị 5 tấm điện cực nên cho chất lượng nước đầu ra rất là tốt và cho được nhiều loại nước khác nhau từ độ pH là 3.0 cho đến 10 chấm. Và cái máy này thì được trang bị một cái loại công suất cao là 12.000 lít. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lấy nước để test cho các bạn này. Đầu tiên là tôi sẽ lấy nước axit trước này. Nước axit ở đây sẽ có hai mức, mức axit 3.0 thì để các bạn lau nhà, rửa tay chân. Đấy, còn mức nước hoặc để sát khuẩn, còn mức nước axit là 5.5 thì các bạn có thể dùng để tẩy trang, để rửa mặt hàng ngày. Đấy, thì đầu tiên là tôi sẽ lấy nước axit 3.0 này. Khi mà các bạn lấy nước axit thì ở đây nó sẽ cảnh báo đèn màu đỏ nhé. Kết hợp với máy sẽ có thông báo với tiếng là tít tít. Thì để cho cảnh báo cho các bạn là tuyệt đối không được uống cái nước này. Đấy. Các bạn xem cái mức độ lưu lượng nước dòng chảy đi qua này. Các bạn để khoảng tầm mức đèn từ 1 đến 2 cái chấm xanh này là được. Đây tôi sẽ lấy nước axit 3.0 này. Ở cái nước cái vòi đầu ra này là axit 3.0 thì tương ứng ở cái vòi nước thải này sẽ các bạn sẽ lấy được cái mức nước kiềm cao nhé. Mức kiềm cao 10.5. Tiếp theo là tôi sẽ lấy cái mức axit 5.5. Với mức axit 5.5 này thì các bạn dùng để rửa mặt này. Đấy, để tẩy trang hàng ngày. Tiếp theo thì tôi sẽ lấy sang cái mức nước trung tính. Ở cái mức nước trung tính này nó sẽ cho ra cái mức pH là khoảng 7.0 đến 7.3. Tiếp theo là tôi sẽ lấy mức pH là 8.5, mức 1 ấy. Mức này thì sẽ dành cho người mới uống lần đầu tiên. Và khi ở cái mức 1 này thì máy sẽ báo điện phân và lúc này nó sẽ có hydrogen nhé. Nhưng cái mức hydrogen nó sẽ không cao. Đấy. Thì cái mức 8.5 này sẽ dành cho người mới bắt đầu uống ở cái tuần đầu tiên ấy. Tiếp theo là ở cái mức số 2. Mức số 2 thì sẽ dành cho những người uống ở tuần thứ 2 và dùng để vo gạo nấu cơm với cái mức pH là 9 chấm. Tiếp theo là ở cái mức số 3 là pH là 9.5. Mức pH 9.5 này thì các bạn dùng để uống thường xuyên và uống lâu dài ấy. Và bên cạnh đó thì có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Tiếp theo là các bạn sẽ lấy, tôi sẽ lấy cho các bạn ở cái mức pH là 10 chấm nhé. pH 10 chấm thì các bạn dùng để ngâm rau củ quả để nó sẽ thôi ra những cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Và các bạn cũng có thể dùng để rửa thịt cá, hải sản thì nó sẽ giảm đi được những cái mùi tanh, mùi hôi của thịt cá. Rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng cái dung dịch chỉ thị màu để test cho các bạn nhé. Đầu tiên là mức axit 3.0 này, axit mạnh này. Tiếp theo là mức axit 5.5 dùng để tẩy trang, rửa mặt. Đấy. Tiếp theo là mức nước trung tính này. Mức nước trung tính này thì các bạn dùng để pha sữa này và uống thuốc tây nhé. Và dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Đấy. Tiếp theo là cái mức pH 8.5 này. Đấy. Mức pH 8.5 này dùng cho người uống ở cái tuần đầu tiên, người mới bắt đầu uống ấy. Tiếp theo là mức pH 9 chấm này.
Mức pH 9 chấm này thì các bạn dùng để uống ở tuần thứ hai và để vo gạo nấu cơm. Đấy, khi vo gạo nấu cơm thì nó sẽ thôi ra được những cái dư lượng thuốc ở cái gạo ấy, cái chất bảo quản ở cái gạo ấy mà hôm trước tôi có làm video cho các bạn rồi. Tiếp theo là pH 9.5. Mức pH 9.5 này thì các bạn uống thường xuyên, uống lâu dài và dùng để pha trà, pha cà phê. Tiếp theo là mức pH 10 chấm này. Đấy, mức pH 10 chấm này thì các bạn dùng để ngâm rau củ quả thì nó sẽ thôi được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và giúp cho cái hoa quả của bạn ăn nó sẽ giòn hơn, nó sẽ giảm được cái chất chát ở trong rau củ. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể ngâm cái hải sản hoặc là cái thịt cá thì nó sẽ giảm được cái mùi hôi và giảm được cái thức ăn chăn nuôi công nghiệp ấy. Và đây là cái mức kiểm cao này. Đấy, đây mức kiểm cao. Đây như bạn nhìn thấy là cái nước qua cái máy ion kiềm chim ion H1 này, nó cho ra cái màu nước rất là chuẩn. Đấy, cái màu của độ pH rất là chuẩn. Đây trong các bạn có thể nhìn trong cái thang chia độ nhé. Thang chia độ màu nước pH. Thang chia độ pH này, cái này cái giấy của tôi để nó hơi bị ướt một chút. Đây, cái mức 3.0 này. Đấy. Mức 5.5 này. Bây giờ tôi sẽ test cái chỉ số hydrogen trong nước của cho các bạn nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ lấy nước ở cái mức số 3 này. Các bạn cần điều chỉnh cái vòi nước này cho nó nhỏ lại một chút nhé. Thì cái mức độ điện phân nó mới chuẩn được. Đấy, đây cái báo lưu lượng nước đi qua này. Nó chỉ cần tầm 1 đến 1.5 là vừa. Nó sẽ dao động từ khoảng tầm trên dưới 2 lít trên 1 phút. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Cái nồng độ hydrogen của nó rất là cao. Đấy, bọt khí hydrogen rất là mịn. Bây giờ nha, tôi sẽ dùng cái nước này để thử cái trà cho các bạn này. Đấy. Các bạn có thể thấy là nó thôi được cái màu trà rất là nhanh. Mua. Đấy, như vậy là tôi vừa thử cái nước qua máy ion kiềm chim ion H1 cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.